Em lên trên đây đầu tiên là một cặp bình cổ này, chất liệu là gỗ cẩm bông hoặc còn gọi là gỗ gạc nai. Cặp này cao 58 và đường kính ngang của nó là 16. Hôm nay bên em bán với giá là 1.500.000 bao ship, hoàn toàn là hàng nguyên khối không chắp ghép nha cả nhà nhé. Còn tiếp tục đây là một bộ trải nha cả nhà, một bộ trải gỗ cẩm đấy ạ, gồm 9 món nha mọi người. Cao từ 15 đến 35 này, cao từ cái bình nhỏ đến cái bình to là cao từ 15 đến 35, bình cao nhất là 35. Ngang là từ 6 tới 8 nha cả nhà. Ngang là 6 tới 8. Ngang thấp nhất của từ cái bình nhỏ này là 6 tới đến 8 nha, cái to nhất là 8 này. Và bộ này bên em bán với giá là 2.400.000 bao ship tận nhà cho mọi người luôn, bao đồng kiểm hàng trên thanh toán. Hàng này hàng đẹp, rất là giá rất là rẻ luôn nha mọi người nhá. Hàng đẹp giá rẻ đấy ạ. 2.400.000 là mọi người được sở hữu một bộ trải như thế này nhé, cực kỳ là đẹp luôn nè. Mọi người ơi, xem like tương tác bài like, chia sẻ bài like giúp em với ạ, để cho người thân bạn bè mình cùng biết đến với nhé. Tài lộc chất liệu là gỗ cẩm bông còn gọi là gỗ gạc nai, hoàn toàn là hàng nguyên khối không chấp ghép. Cao 58 và đường kính ngang của nó là 16. Nó đẹp cho mọi người luôn, vân hoàn toàn là vân tự nhiên. Chữ tài và chữ lộc được đục liền lên thân bình. Và trên đây là cành mai nhé, sơn nhũ vàng rất là đẹp cho mọi người luôn. Bác nào chơi bình cổ là ghi mã 1 kèm sơn thọ cho em nhé. Bác nào chơi bình cổ ghi mã 1 sơn thọ kèm sơn thọ giúp em với ạ. Còn đây là bộ trải gỗ cẩm nha mọi người. Bộ trải chính bình cao từ 15 đến 35, ngang từ 6 tới 8. Hàng này trưng ở những cái kệ tủ thì rất là sang và đẹp luôn nha. Hàng này bên em bán với giá là 2.400.000 bao ship ạ. Bác nào chốt để lại mã số 2 cho em nha mọi người. Vẫn rất là đẹp là mọi người. Bác nào chốt để lại mã số 2 lên số điện thoại cho em với nha mọi người nhé. Chốt để lại mã số 2 lên số điện thoại cho em gái với ạ. Và xem like chấm bài tương tác cho em với nha mọi người. Rồi em xin phép xuống cặp này em lên mặt hàng khác cho cả nhà mình nhé. Xuống cặp bình cổ. Em chim được chị. Vân rất là đẹp luôn, cẩm chỉ cái đông ba Gia Lai, hàng tin lỗi không có rác nha cả nhà. Rồi em gái tiếp tục lên cho nhà mình nhá. Lên cho nhà mình là một cặp chim công này, chất liệu là gỗ cẩm bông này mọi người này. Cặp này cao 58 và đường kính ngang của nó là 16 nhá. Em xin giá. Dạ bác ơi, cặp chim công này giá là 1.400.000 bao ship à, giá xưởng nha các bác nhá. Giá rẻ bằng giá sỉ đấy ạ. 1.400.000 bao ship, còn bộ trải giá là 2.400.000 bao ship nhé. Hàng này hàng chọn, hàng đẹp cho các bác luôn nè. Giá cũng rất là rẻ cho mọi người luôn nhá. Cao từ 15 đến 35 đấy ạ. Cao từ 15 đến 35. Ngang của nó là từ 6 tới 8 nha mọi người. Cao từ 15 đến 35, ngang từ 6 tới 8. Rất là đẹp luôn nha, hoàn toàn là hàng liền khối nha cả nhà. Cao từ 15 đến 35, ngang từ 6 tới 8. Cặp chim công giá là 1.400.000 bao ship, còn bộ trải giá là 2.400.000 bao ship nha cả nhà. Bộ trải giá là 2.400.000 bao ship nha mọi người nhé. Xem like thiện chí chốt thì lên comment giùm em với này. Xem like thiện chí chốt thì lên comment giùm em với ạ.